Mình xin chào tất cả anh em thợ nhé. Hôm nay mình lại quay lại với cái sơ đồ mạch điện của cái dòng xe People 125 Fi, xe này của hãng Kimco. Thì như anh em đã theo dõi những cái sơ đồ mạch điện chính rồi mạch khởi động cái dòng xe này rồi thì anh em cũng đã cơ bản nắm được rồi. Hôm nay mình chia sẻ nốt cái sơ đồ mạch điện đêm của cái dòng xe này để anh em tham khảo nhé. Có thể nói cái sơ đồ này là cái sơ cuối cùng của cái dòng xe Kimco. Đấy, sau cái sơ đồ này mình sẽ chuyển sang sơ đồ của cái dòng xe khác, có thể là dòng xe Yamaha anh em sẽ quan tâm hơn, bởi vì dòng xe cũng rất phổ biến trên thị trường hiện nay mà nhiều anh em cũng thiếu sơ đồ mạch điện, đúng không ạ? Thì với cái dòng xe của hãng Kimco này, thì cái xe này thì anh em đã theo dõi hai cái mạch điện trước mình cũng đã chia sẻ rồi, thì hôm nay mình chia sẻ là cái sơ đồ mạch điện đêm nhé. Thì anh em nhìn vẫn là điện dương ắc quy 12V được đưa lên bằng dây đỏ và qua cầu chính chỉ chính 15A. Thì hôm nay mình tìm hiểu về cái mạch đèn của nó thì nó sẽ liên quan gì đến cái hệ thống cầu chì 10A này, đúng không ạ? Xe này có hai cầu chì 10A anh em nhé. Đấy, thì cái cầu chì 10A kia nó không liên quan đến mạch này nên mình đã bỏ đi, đúng không ạ? Thì điện dương ắc quy sau khi bật khóa điện sẽ được đưa sang dây đen và đi qua cái cầu chì phụ 10A. Sau khi điện đi qua cầu chì phụ 10A thì sẽ được chuyển thành dây đen sọc xanh dương và đưa lên công tắc đèn đêm. Thì đây là cái công tắc đèn đêm anh em này. Đấy, mình vẽ và mình khoanh cái ô vuông này để anh em nắm được nhé. Thì cái công tắc đèn đêm này khi anh em bật đấy, thì anh em nhìn nhé. Một là khi mà cái dây đen sọc xanh dương này mà anh em công tắc bật đèn thì anh em bật đèn đêm ấy thì sẽ gì sang dây nâu và đi về hệ thống đèn hậu cũng như là đèn soi biển số, đúng không ạ? Đấy, riêng dây nâu là phụ trách hai cái mạch đèn này. Thì riêng cái dòng xe này thì tất cả các dây nối mát nhá đều là dây xanh lục. Đấy, để anh em nắm được nhá, xanh lục. Còn riêng công tắc đèn đêm mà bật từ cái dây đen sọc xanh dương mà nối sang dây xanh dương sọc trắng này thì anh em thấy là sẽ đưa về cái tiếp điểm trung gian của cái công tắc pha cốt. Đấy, thì tùy theo lúc bấy giờ đấy, người vận hành xe để ở nước pha thì cái dây màu xanh dương sọc trắng sẽ được nối sang màu xanh dương và gì đèn pha sáng và đèn báo pha sáng. Đấy, đèn báo pha và đèn pha sáng. Đấy, tất cả các đèn đều nối mát bằng dây xanh lục, đúng không ạ? Đấy, còn khi mà để ở nấc cốt thì điện từ dây xanh dương sọc trắng sẽ được nối sang dây màu trắng và gì đèn cốt sáng, đúng không ạ? Vậy thì anh em nhìn rất đơn giản nhé. Còn riêng cái mạch đèn passing thì đây rồi anh em nhìn này, kể cả ta không bật công tắc đèn, đúng không ạ, nhưng mà ta ấn công tắc passing thì đèn pha sáng và đèn báo pha sáng, đúng không ạ? Đây là cái nguyên tắc công tắc passing của tất cả các dòng xe thì đều là vậy thôi. Đấy, đều là khi mà nhấn công tắc passing thì sẽ nối điện sang cái dây, tóm lại là nối sang dây đèn báo và đèn pha. Đấy, và tình hình là gì? Thế bây giờ đèn báo pha nó cũng sáng. Đây là cái riêng cái mạch passing thì tất cả các dòng xe gần như nó là như vậy nhá. Đấy, thì anh em nhìn trên sơ đồ thì nó rất là rõ ràng. Thì nếu anh em mà gặp xe này đến chữa thì anh em thấy mà nó có hỏng cái mạch liên quan đến mạch đèn như thế này thì anh em cũng có cái sơ đồ để anh em tham khảo nhé. Đấy, thì cái mạch này nó quá đơn giản cho nên là mình cũng nói nó cũng ngắn gọn thế thôi. Đấy, mà cái mạch này cũng là cái mạch cuối cùng kết thúc cái dòng xe thuộc cái hãng Kimco này. Một cái dòng xe có thể nói là nó cũng không phổ biến ở thị trường Việt Nam chúng ta. Đấy, mà nói đúng ra phổ biến nhất ở thị trường Việt Nam thì chỉ có cái dòng xe Honda thôi, sau đó là dòng xe Yamaha. Đấy, ngoài ra thì những cái dòng xe khác thì nó chiếm cái thị phần rất là ít. Đấy, chủ đạo vẫn là Honda và Yamaha. Thì như mình nói ngay từ đầu video, xong cái mạch này thì mình sẽ kết thúc cái dòng xe Kimco và mình chuyển sang dòng xe Yamaha. Tại sao mình lại chuyển sang dòng xe Yamaha? Bởi vì vừa rồi mình rất nhiều anh em đấy đã kết bạn Zalo với mình và cũng bảo là anh đợt này sẽ
lên những cái sơ đồ của cái dòng xe Yamaha một cách chi tiết hơn. Đấy, bởi vì nhiều anh em nó thật là nói đúng ra là cũng vì điều kiện mà chưa được mua được cái sơ đồ mạch điện, đấy, chưa tiếp cận được sơ đồ mạch điện, cho nên là nhiều khi trong quá trình sửa chữa là cũng ra lúng túng, đúng không ạ? Đấy, thì mình sẽ làm cái một số mạch điện đấy, từng dòng xe đấy, để anh em tham khảo nhé. Và lần này mình rút kinh nghiệm, mình sẽ làm cụ thể hơn từng mạch đấy. Ví dụ như đợt vừa rồi mình chia sẻ đấy, là ví dụ mình sẽ làm mạch khởi động riêng, mạch đèn riêng đấy, rồi là mạch điện chính của nó riêng đấy, chứ mình không sẽ không gộp lại như trước đây nữa đấy. Và trước đây thì nói đúng ra là một số mạch thì mình có bị, nói đúng là anh em phát hiện là có bị nhầm đấy, thì mình cũng xin lưu ý lại để mình đợt tới đây mình sẽ chia sẻ những điện mình sẽ nghiên cứu kỹ hơn đấy, trước khi mình lên sơ đồ để mình gửi tới anh em, đúng không ạ? Đấy, thì mình cũng mong muốn được sự ủng hộ đông đảo của anh em trong thời gian sắp tới, đúng không ạ? Thì đợt vừa rồi cũng rất nhiều anh em hỏi sách sơ đồ mạch điện, thì thực chất là đợt vừa rồi mình nói đúng ra là mình cũng thông tin với anh em rồi đấy, là mình đã được công ty DT ô tô gọi là làm đề nghị mình làm đại lý cấp 1 cho công ty, và mình đã nhận lời và đã làm đại lý cho công ty một thời gian vừa rồi rồi đấy, thì rất nhiều anh em ủng hộ, là cũng là yêu mến kênh của mình đấy, và cũng mua những cái máy đọc lỗi, ví dụ như là Motocan CE rồi Motocan 7 vân vân, đúng không ạ? Đấy, những cái sản phẩm của công ty đấy, thì với những cái quà tặng của công ty thì mình cũng lại tặng riêng anh em những cái bộ sách sơ đồ mạch điện để anh em tham khảo, đúng không ạ? Đấy, bởi vì là thôi thì mình cũng anh em đã ủng hộ mình rồi thì mình cũng phải có một cái gì đó hồi đáp lại với anh em, đúng không ạ? Cho nên là mình cũng đã in những cái sơ đồ để mình gửi tới anh em. Đấy, thì hiện tại đây mình đang in đây. Đấy, nhưng mà mình nói đúng ra là mình in còn không kịp đâu. Đấy, rất nhiều anh em hỏi, nhưng mình nói đúng ra là mình đang in để mình gửi tới những anh em mua máy của mình đấy đã nhá. Đấy, mình ưu tiên những anh em mua máy trước. Đấy, nhiều anh em bảo là cái sơ đồ của anh xem rất dễ hiểu, thì mình cũng rất là cảm ơn, đúng không ạ? Đấy, thì cũng rất là muốn là mình gửi sơ đồ cho, thì sau đợt này mình in nhiều ra mình sẽ gửi tới cho anh em nhé. Đấy, ví dụ đây anh em nhìn này, đây là mạch khởi động xe SH mốt 125 đời 2016-2018 ổ khóa smart key. Đấy, thì còn đây anh em nhìn này, ví dụ đây là gì, đây là mạch cấp nguồn đấy, hay là hay còn gọi là mạch điện chính đấy của xe SH mốt 125, đúng không ạ? Đời 2019 đây, ổ khóa thông minh đấy, phanh ABS đấy, rất là rõ nhé anh em nhìn, anh em tra cứu nó dễ lắm nhé. Đấy, thì mình cũng đang in để gửi tới những anh em đấy, thì những anh em mua máy đấy, mình nói đúng ra bây giờ mình còn đang nợ một số anh em đấy, thì mình dần dần mình sẽ gửi xong cho các anh em, xong rồi mình sẽ còn những cái bộ nào thì mình sẽ gửi những anh em yêu cầu nhé. Đấy, ví dụ đây là mạch đèn đêm chẳng hạn, đây ví dụ đây là mạch đèn đêm của xe SH mốt 125 đời 2019 ổ khóa thông minh đấy, phanh ABS đấy, anh em nhìn thì anh em cứ thế mà anh em tra thôi, nó dễ thôi nhé. Đấy, mình xé ra từng cái mạch lẻ luôn đấy, chứ mình không gộp như trước đây nữa đấy, thì anh em xem thì anh em rất dễ hiểu thôi nhé. Đây, anh em nhìn đây, máy vẫn đang tiếp tục in sơ đồ mạch điện cho các anh em, tất cả những cái mạch lẻ cụ thể từng mạch một đấy, để mình gửi tới anh em. Đấy, thì anh em mua máy thì bao giờ mình cũng gửi tặng sơ đồ mạch điện để anh em dễ sửa chữa nhé. Đấy, mình cũng tranh thủ buổi tối thôi, bây giờ cũng là buổi tối, tối hết rồi, anh em nhìn buổi tối đóng cửa hết tất cả đến nơi rồi. Đấy, mình vẫn lọ mọ tối để mình làm thêm cái mục này để gửi tới anh em, những anh em mua máy đấy. Thì thời gian tới anh em nào cần thì cứ alo cho mình đấy, hoặc là có cần về máy đọc lỗi thì anh em cứ gọi điện cho mình đấy, hoặc là anh em kết bạn Zalo với mình đấy, mình sẽ liên lạc lại nhé. Còn cái số điện thoại của mình thì anh em cũng cũng đã biết rồi, đúng không? Đây, mình có một cái số điện thoại duy nhất đây, mình để đây thì anh em có gì thì anh em liên lạc với mình nhé.
Đấy. Số điện thoại của mình là cái số điện thoại duy nhất đấy, 0979 407 116, để anh em biết, để anh em thuận tiện liên lạc nhé. Thì một lần nữa mình cũng xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.